Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Biết được ý trời, gặp thời đổi đời giàu to, không lo nghèo khó. Cuộc đời bước sang một trang mới, vừa giàu có vừa nhàn hạ trăm bề. Quý khán giả thân mến, thực lòng mà nói rất khó để kênh Minh Đường Tử Vi viết bài về những tuổi có hạn trong tháng. Mới viết qua loa quá thì không đủ tính cảnh báo, viết chi tiết quá thì nhiều Mậu Tuất nghe rồi sầu não, bi quan. Cô bác tuổi Mậu Tuất cần hiểu thế này, hạn là cần có và là điều tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống mỗi người, vì con người ta học hỏi từ thất bại. Trưởng thành từ vất vả nhanh hơn là học hỏi từ sự thuận lợi và may mắn. Mỗi một lần trải qua vận hạn trong cuộc đời là một lần Mậu Tuất ngẫm lại và sẽ thấy mình đã khai phá được một phần tiềm năng con người, thay đổi được một phần suy nghĩ và trở nên mạnh mẽ hơn. Hay như người ta vẫn bảo, không có những ngày mưa làm sao biết yêu những ngày nắng. Vậy nên xin đừng quá lo về vận hạn, nghe để biết, nghe để chuẩn bị, nghe để cho bản thân có những lựa chọn sáng suốt khi vận hạn đến, để từ con đường bế tắc mà tìm được lối thoát nhanh, chứ không phải đọc để suy tư, u sầu hay mê tín, chi cả chục triệu, trăm triệu để xin giải hạn, hạn cũng còn tùy thuộc vào âm phần, phúc đức tiên tổ, nghiệp báo bản thân mà cùng năm hạn có người nặng, có người nhẹ, có người trộm vía dẫn hanh thông. Mới đây nhất, Tử Vi học có nói đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 âm lịch tới đây, dù là thời điểm còn nhiều thách thức, khó khăn, nhưng bản mệnh lại có rất nhiều cơ hội thay đổi cơ số, làm ăn phát tài, dưới sự che chở của thần tài, sự hậu thuẫn của quý nhân và có nhiều cát tinh. Phúc tinh trợ mệnh, lại thêm sự trợ lực của tam hội và mộc dục, nên vận số đỏ hơn son, tài lộc bừng sáng, đường quan lộ hanh thông vô cùng. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải về vận trình tử vi chi tiết trong tháng 10. Tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 trên từng phương diện cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vậy, vận may cô bác nhận được là gì? Có điều gì kiêng kỵ? Bản mệnh cần lưu ý để bảo toàn tài lộc cho mình trong 3 tháng cuối năm này, thì xin mời quý cô bác cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ vận may của mình nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xem tử vi cho thấy, 3 tháng cuối năm âm lịch năm 2024 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Mậu Tuất. Tuổi Mậu Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong 3 tháng cuối năm âm lịch này, mọi việc mà Mậu Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Mậu Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng, chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về công việc, Mậu Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Các mối quan hệ xã giao của Mậu Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Mậu Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về tài chính, 3 tháng cuối năm có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn.
Vào 3 tháng cuối năm là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Mậu Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Mậu Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Đặc biệt, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm, sức khỏe của Mậu Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Mậu Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quang. Sau đây là tử vi chi tiết tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy có nhiều khó khăn cản bước đường thăng tiến của người tuổi Mậu Tuất trong tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên, thực tế thì những khó khăn này đa phần bắt nguồn từ chính bản mệnh. Bạn cần thay đổi bản thân, khắc phục những khuyết điểm và những điều mình làm chưa tốt thì công việc mới cải thiện. Cục diện tương hình khuyên con giáp này, bản mệnh nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tâm trạng buồn bực, nóng nảy trong cuộc sống. Không phải điều gì cũng sẽ xảy ra theo đúng như mong muốn của mình. Điều bạn cần làm là chấp nhận và tìm ra những điểm mình làm chưa được tốt, từ đó có hướng khắc phục để ngày càng tiến bộ hơn. Khi mọi người xung quanh không đồng tình với những việc như bạn mong muốn, bạn cũng cần có lời góp ý nhẹ nhàng, dễ nghe. Đừng dùng những từ đao to búa lớn hoặc nổi trận lôi đình khiến đối phương mất lòng, đẩy quan hệ đôi bên vào cảnh căng thẳng. Bạn cần tìm cách để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp chứ không phải là tự tạo thêm kẻ thù cho mình. Thực chất tháng này không chỉ toàn những điều khó khăn, bởi bản mệnh vẫn được các tinh trường sinh chiếu mệnh. Hãy chăm chỉ làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, thì đến khi bạn gặp khó khăn, người khác cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất khuyên bản mệnh, khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn hãy luôn nghiêm túc, không trốn tránh trách nhiệm, rồi những gì bạn đóng góp cho tập thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Xét về phương diện tài lộc. Có lẽ vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất cũng khó mà khởi sắc được. Dưới tác động của cục diện tự hình, thời điểm này, bạn khó nắm bắt được cơ hội. Thậm chí dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cũng dễ bỏ lỡ việc vì thái độ chần chừ, do dự, thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình. Tháng 10 âm lịch là thời điểm con giáp này nên tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình với đối tác, khách hàng. Đôi bên không nhất thiết phải hợp tác ngay lập tức, mà có thể tiếp xúc với nhau trước khi tạo được sự nhất trí, thì hợp tác sau cũng không muộn, đến lúc đó sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn. Với người làm kinh doanh, buôn bán, bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với khách hàng của mình, khiến đồng tiền khó đổ về trong túi. Bạn không nên nghiêm trọng quá vấn đề, hành xử nóng nảy gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Chứ làm mất lòng khách hàng thì về lâu về dài, bạn cũng là người chịu thiệt thòi mà thôi. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên con giáp này hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hay làm việc thiện rồi sẽ nhận được quả ngọt tương ứng. Nếu sư giả hãy giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có thể trong quá trình làm việc thiện, bạn còn làm quen được với quý nhân hoặc người có cùng chí hướng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn sau này. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Chuyện gia đạo của người tuổi Mậu Tuất khá ảm đạm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là do tâm trạng của bản mệnh thường xuyên buồn bực, không vui, thậm chí dễ nóng nảy, cáu giận với những người thân thiết nhất với mình. Đó là người nhà thì chẳng có chuyện gì là không thể chia sẻ cùng nhau và giúp đỡ nhau cùng vượt qua. Quan trọng là bạn có thật sự muốn người nhà giúp đỡ mình hay không mà thôi. Các cặp vợ chồng có xu hướng tranh cãi liên miên về những quan điểm đối lập. Tuy nhiên dù như vậy thì đôi bên cũng cần cố gắng bình tĩnh để có thể trò chuyện với nhau. Xét về phương diện sức khỏe. Thái tuế hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Mậu Tuất cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là khi xuất hành xa nhà hoặc khi vận hành máy móc, lao động tay chân. Bạn cần làm việc khi đang tỉnh táo, tránh làm việc quá sức của mình kẻo gây ra những sự cố đáng tiếc. Kể cả trong hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình. Nếu cố gắng quá sức thì dễ gặp phải hậu quả khó lường, chéo ngược. Dù ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng cần vận động và sinh hoạt khoa học,
hợp lý, như vậy mới có thể khỏe mạnh được. Khi tâm trạng buồn bực mà không thể chia sẻ với ai, bạn cũng có thể ra ngoài nghỉ xả hơi, hít thở bầu không khí trong lành. Như vậy bạn có thể quên đi nhiều phiền não và sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khẩu quyết: có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy biết ơn. Quý nhân: tuổi Thân, tuổi Thìn. Tiểu nhân: tuổi Tuất, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Con số may mắn: 19, 44 và 20. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu. Ở tháng dượng vận khí như này, lại có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn. Tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệt, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Lại thêm tả phù các tinh chiếu mệnh, báo hiệu có sự nâng đỡ, giúp sức từ quý nhân. Con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi Mậu Tuất cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, năm lần bảy lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua một cách rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét do nóng mắt. Thiên Cẩu hung tinh nhắc nhở hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không có ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Các khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Xét về phương diện tài lộc. Ở phương diện tài lộc, tháng này mang tới cho tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Mậu Tuất với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt. Tài vận khá sáng, được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh, thêm cả thiên tài báo hiệu. Bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh. Trong tháng này, có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Khi có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù, thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào. Đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính, mà bị kẻ xấu lợi dụng. Nhất là khi trong tháng có cả thiên cẩu hung tinh hoành hành. Sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong tháng 11 âm lịch này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Mậu Tuất được thuận buồm xuôi gió. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ. Bạn cảm thấy được sự động viên tinh thần của mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Xét về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy thể trạng của tuổi Mậu Tuất trong tháng này khá tốt. Bản mệnh lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định,
không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể cho mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cẩu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Mậu Tuất nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa, tới những nơi cao hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp thì nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Khẩu quyết: trải qua sóng gió, bạn sẽ có lối sống đơn giản và chọn hạnh phúc hơn là vật chất. Quý nhân: tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Tiểu nhân: tuổi Tỵ, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: cam, trắng. Con số may mắn: 17, 44 và 80. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, những người tuổi Mậu Tuất sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự phấn khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để bản mệnh nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp tuổi Mậu Tuất biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động chăm chỉ, nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ, việc của bạn là mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng sẽ là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy thành công. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Mậu Tuất cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Mậu Tuất vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chớ nên tỏ ra quênh quang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chứ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, kêu gọi tiểu nhân, tự rước họa cho bản thân. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tài lộc của tuổi Mậu Tuất vượt lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn, công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, Mậu Tuất còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết cuối năm, là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc giúp tài khoản của Mậu Tuất tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về, nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Mậu Tuất được khuyên đừng quá vội vàng đưa ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình. Chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn thì tức là nó có vấn đề thật,
nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm chuẩn bị đón Tết, hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, may mắn tiếp tục đồng hành với Mậu Tuất ở phương diện tình duyên tháng này. Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều niềm vui, nhờ bán hợp đồng hành, gia đình an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Những ngày cận Tết này, chuyện nhỏ, chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương. Nhờ vậy mà không khí gia đình luôn ngập tràn sự ấm cúng, gia đình hòa thuận. Xét về phương diện sức khỏe, điều duy nhất mà tuổi Mậu Tuất cần quan tâm là vấn đề sức khỏe của mình trong tháng này. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng nhỏ như mất ngủ, ăn uống không ngon miệng lại khiến thể trạng của bạn sao sút nhanh chóng. Bệnh cũ cũng có thể tái phát nếu trong thời gian qua bạn lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống không lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở bản mệnh khi đi lại, làm việc cũng nên cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn, nhất là trong những ngày cuối năm này. Khẩu quyết: có tiền bạn nên xử lý các khoản nợ có lãi suất cao càng sớm càng tốt. Quý nhân: tuổi Tý, tuổi Mão. Tiểu nhân: tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: xanh lá. Con số may mắn: 17, 99, 40. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là nam mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Theo tử vi năm 2024, xét về sao chiếu, Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, báo hiệu năm có sao này chiếu thì tiền bạc tiêu hao, có tiểu nhân quấy phá gây chuyện thị phi, thậm chí gây ra kiện tụng, tranh chấp. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận, hạn này chủ về đau ốm bệnh tật hoặc thương tật bất ngờ mà gây hao tài tốn. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, tiến vào năm con rồng lửa, ngũ hành quả, tuổi Mậu Tuất nam mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Hóa giải vận hạn, hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra,
Gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh có tính chất cứu giải rất tốt, nhất là nữ mạng. Năm có sao này chiếu thì tuổi Mậu Tuất nữ mạng dễ gặp hung quá cát, có được sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Ngoài ra, đương số cũng có lộc về đất đai. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền, gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tuất 2024, bước vào năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Tuất nữ mạng gặp vận niên Dương Thảo Ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Quá giải vận hạn, kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều người rất sợ trách nhiệm, vì sợ mình làm sai sẽ bị trách mắng. Thậm chí có một số người làm từ thiện xong bị chê, vì cách thức thực hiện thì dội tức giận bảo, đã thế tôi không làm nữa. Họ nghĩ rằng không làm gì thì khỏi phải lo lắng rằng mình làm điều tốt hay điều xấu, sẽ luôn là kẻ vô tội trong mọi tình huống. Nhưng thực ra, nếu không làm điều tốt, không khác gì làm điều xấu cả. Ví dụ, thấy chết mà không cứu cũng là tiếp tay cho kẻ thù ác, hay bạn vô tình bị ngã vì hòn đá ngáng đường, nhưng cứ mặc nó ở đấy vì nghĩ rằng việc chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng chính thái độ thờ ơ đó mà hòn đá có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp theo, nghĩa là bạn cũng đang vô tình làm điều xấu đấy thôi. Ai cũng có sẵn lòng tốt, nhưng cứ duy trì sự thờ ơ, lạnh lùng mãi như thế, dần dần ta đã chôn vùi hơi ấm của mình sâu trong tim, rồi thành kẻ ác lúc nào không hay. Tương tự, những người chỉ biết nghĩ đến mình và nghĩ ai cũng chống lại họ, thường có xu hướng tự bọc mình trong tấm áo giáp của sự tàn nhẫn và tự đại. Do đó, đừng so đo việc ai đó đánh giá vì ta có đủ tốt, đủ vô tư hay không. Hãy làm mọi thứ bằng cái tâm của mình. Mặc kệ việc người đời phán xét, nếu còn những việc không ai nhờ cũng phải chủ động làm, chủ động lên tiếng để giúp đỡ người khác. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật, Ngài luôn bắt đầu trò chuyện với mọi người để giúp họ đương đầu với những đau khổ của mình. Ngài không đợi người khác bắt chuyện với mình trước, cũng không lo lắng về việc họ có thể nghĩ gì về mình. Ngài chú tâm tới mọi người một cách ấm cúng và thoải mái. Dân,
Quý khán giả thân mến, chương trình đến đây là hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.